Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hình 24 trên 7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi xoay tin với đội ngũ Mai Phi Long thưa quý vị nạn lạm phát gia tăng giữa lúc mà phía chính phủ Joe Biden tẩy chiếc chương trình nghị sự xây dựng hạ tầng cơ sở trị giá từ 1.200 tỷ sang qua chương trình khác 3.500 tỷ đó có phải là cái nguyên nhân để mà gọi là tình hình lạm phát gia tăng hay không theo một số ý kiến của bên phía Cộng hòa đưa ra là những chương trình này làm cho đời sống xã hội thay đổi. Nhưng nếu quý vị đi về miền Nam California, quý vị nào đã từng đến nơi đây, đến thành phố, thành phố Huntington Beach, ngày xưa chúng ta nhìn đại dương rất là đẹp. Nhưng bây giờ quý vị nhìn, thì tầm mắt của chúng ta nhìn ra đường chân trời là phải nói rằng là bị cản lại bởi một dọc các tàu hàng đậu ở bên ngoài ở đậu ở ngoài khơi để chờ vào cảng Long Beach hoặc là cảng Los Angeles. Chuyện gì xảy ra và chuyện này nó liên quan gì đến những cái chuyện lạm phát? Vấn đề rất lớn ở tại nước Mỹ thì ngày hôm nay chúng tôi nói với quý vị về câu chuyện này. Xin chào anh Đô Dũng. Chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. À, một cách đơn giản chúng ta nghĩ này nè khi mà tôi sản xuất ra một cái phone cái điện thoại ở tại chỗ tôi bán ở tại thị trường này xong tôi gom tiền tôi lại mua nguyên liệu tôi sản xuất rồi tôi lại bán chuyện rất đơn giản đó là chuyện xảy ra từ ngàn xưa khi mà thế giới chưa có thông thương bây giờ thế giới thông thương phương tiện đi lại dễ dàng bây giờ có tàu lớn là máy bay thậm chí là có cả những phương tiện khác là nó chuyên chở hàng hóa thì tôi mới nghĩ đến cái chuyện là nếu tôi sản xuất một cái điện thoại ở đây bây giờ giá nó cao cái giá nhân công nó cao thì tôi phải đem đi qua chỗ khác tôi sản xuất nó rẻ hơn Rồi tôi chở nó về đây luôn cả cái phí chở và cái giá nhân công ở bên nước đó hoặc vùng đó nơi đó vẫn rẻ hơn tôi sản xuất tại đây đó đó là thế giới bây giờ nó như thế rồi hoặc là gì tôi không thèm sản xuất đem qua đó sản xuất luôn nó lại tốn thêm một chuyến đi nữa tôi đặt ông long ở bên đó ông làm ông long ông làm cho tôi cái điện thoại này và trở về đây nói thẳng là gì tôi mua của ông long cái điện thoại hai đô cộng với là một đô la chuyến trở là gọi cho hai đô tôi về đây tôi bán 25 đô tôi lời 4 đô la không làm gì hết vấn đề là tôi biết ông Long ở đâu để tôi mua tất nhiên tôi phải mua cái rẻ để tôi về để bán giá rẻ chứ tôi không thể mua chỗ đắt rồi bán giá đắt thì nó khó bán đúng không thế bây giờ đó covid 19 tự nhiên nó làm ảnh hưởng cả thế giới nó là ảnh hưởng cái chỗ sản xuất là tôi không không nói rồi sáng nay trên chương trình FPT Morning tôi đã trình bày quý vị một trường hợp của Việt Nam mà tờ báo New York Times cũng như CNBC cũng như là Wall Street Journal tờ báo lớn trong những ngày qua họ nói là nó trở ngại cái chỗ sản xuất là vì nó bị covid không không có đóng cửa thì thiếu cái đó không nhưng bây giờ nó bị thêm một cái là gì thiếu luôn cả cái chuyên chở hàng hóa và chính vì vậy nó làm cho cái cước phí để mà chở hàng hóa nó cao lên và sáng nay tôi nói trên tờ New York Times họ nói rằng là hồi năm ngoái đó chở container bình thường nó chỉ bốn ngàn đô la gì lên 20 chục ngàn đô la thì tờ Washington Post họ họ dẫn cái nguồn của Frito Index về vấn đề chuyên chở họ nói cũng không khác thì con số đó họ bảo là bây giờ mà chở một cái container bình thường hình chữ nhật từ Trung Quốc qua đến biển Tây Hoa Kỳ ta đi qua biển Thái Bình Dương thôi nha chưa nói qua miền Đông nha miền Tây thôi đó bây giờ là giá nó là 20.586 đô la một con số kỷ lục tăng gấp đôi con số cái trị trị giá hồi tháng 7 Thấy chưa? Và hồi tháng 7 đó Cái chi phí đó nó chở container đã gấp đôi Của tháng riêng à, Tức là nếu như vậy Thì Thiên Long vào tháng riêng Nó được khoảng chừng 5.000 ngàn, 4 ngàn mấy 5.000 yeah. Đúng rồi Đúng rồi Thấy không? Từ New York Times nó khá đúng là Gọi là 5.000 Tháng 7 nó tăng lên 10.000 Rồi bây giờ tháng 9 nó tăng lên là 20.000 Đó cái lý do tại sao mà nó bị như vậy là bởi vì thưa quý vị không có đủ xe truck để chở hàng tức là hàng đến nơi bị kẹt khi mà bỏ lên hạ lên cảng kẹt không có đủ xe tải để chở rồi khi nó kẹt không có đủ xe tải để chở như vậy đó, thì tàu đi vào đó đến cảng là không có chỗ để đổ hàng ví dụ ở hải cảng nó có 10 cầu tàu đi mà vô tới hai ba chục chiếc bởi vì nó ứ mà cứ ứ ứ và càng ứ và nó càng, càng ứ thì cái chi phí nó càng tăng lên bởi vì tàu đậu ngoài khơi nó vẫn phải chạy máy rồi vẫn phải chi phí ăn uống trả lương công nhân vân 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 à, rồi xe tải chở đi nó cũng hiếm hoi đó là nước mỹ bây giờ đang thiếu người lái xe truck và vì như vậy vì hàng ứ như vậy thêm cái gì nữa thiếu chỗ để chứa hàng là bởi vì trung bình cái kho cho anh để được 10 container bây giờ tới hai container nó dư là 10 cái đi đâu phải đem chỗ khác để hoặc là để trên tàu đợi mà khơi vô hoặc là vô trong nước liền không có chỗ để lại đi mướn cho khác để tất cả nó làm cho chi phí nó tăng lên và đây là một chuyện nhức đầu không chỉ tạm thời đối với những nhà cung cấp hàng hóa mà nó có thể là nhức đầu qua tới hết năm 2022 Đó. thì thưa anh Long tôi chỉ nói chung chung ở chuyện gì mà nó xảy ra thế này và quý vị biết đó một năm như vậy đó hàng hóa vô nước Mỹ đó tất tần tật các loại hàng hóa mà mà gọi là gia dụng đó bình thường tôi chưa nói hàng hóa cao cấp nha cái trị giá hàng hóa của nó vô nước mỹ một năm là khoảng một ngàn tỷ đô la chuyên trở vô là một ngàn tỷ đô la kinh hoàng chưa thì đó là tôi nói chung chung vậy bây giờ xin anh có thể cho biết nguyên ủy chi tiết nó như thế nào trong chuyện này thưa anh trong câu chuyện này thưa quý vị chúng ta sẽ chứng kiến một câu chuyện như thế này tất cả những cái hàng hóa đang chờ đi vào cảng Long Beach, cảng Los Angeles, đi từ bên phía châu Á sang qua bên đây. Số lượng hàng hóa giá trị của nó là 1.000 tỷ. 1.000 tỷ hàng hóa trong đó có đủ thứ mọi vật dụng trên cuộc đời này mà ở chúng ta sống ở trên nước Mỹ chúng ta xài. Và bây giờ nó đang nằm kẹt ở tại cái cảng của California, xin bạn kỹ thuật cho xem cái màn ảnh laptop của tôi. Trên ảnh, quý vị, thưa quý vị, đây là cái biểu đồ của các số lượng mà các à, chiếc tàu container chở chở các là à, ở tại các cảng. ở bên ngay bên trong cảng á thì thưa quý vị trong thời gian từ hồi tháng giêng cho đến tháng 9, nó nằm kẹt cứng hoàn toàn và những cái cái màu xanh phía trên đó là những cái những cái tàu đang nằm đó để đợi để đi vào trong cảng. Lý do thứ nhất thưa quý vị, khi những chiếc tàu này cập cảng nó không có đi ra cảng được là vì sao? Là vì không có đủ tài xế chở xe vận tải lấy hàng đi. Trong thời gian dịch Covid-19, số lượng những người tài xế quý vị cũng còn nhớ một giai đoạn rất là dài toàn bộ nước Mỹ ngừng lại không làm gì hết chắc quý vị nhớ thời gian đó khi mà ngừng lại như thế họ cho người tài xế nghỉ họ cho các nhân viên điều phối của các công ty vận tải nghỉ bây giờ hoạt động trở lại thì bao nhiêu người mà họ cho nghỉ đó quay trở về lại cái công ty đó làm việc đây là một tiến trình rất là khó và đưa đến tình cảnh là tài xế thiếu mà khi tài xế thiếu tất cả các mặt hàng đều nằm yên ở cảng không có đi ra ngoài được không nhúc nhích không, không nhúc nhích không đi ra mà bây giờ những người tài xế bây giờ họ đang làm việc thì họ là quá mệt mỏi anh yeah. họ quá mệt mỏi tại vì những khi những người đang làm họ phải làm liên tục liên tục liên tục để đẩy cái số hàng nó đi đó là vấn đề một vấn đề thôi còn vấn đề khác Bây giờ người ta nói rằng là Ở tại Chicago Cũng là một cái điểm uh, Một cái điểm lớn Để mà chứa hàng Để mà tỏa đi cái khu vực Cái khu vực miền Trung Tây Thì người ta rằng là tất cả các xe lửa Bị kẹt 25 dặm Trước khi vào Chicago Vì gì? Vì cái gì thưa quý vị? Là vì từ xe lửa từ Chicago cái, cái 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 cái, cảng xe lửa đó cũng không có đủ xe vận tải chở cái đống hàng đó đi luôn anh Dũng. Ừ. Và khi mà chở không đủ hàng đi luôn tất cả nằm kẹt một đống ở đó. Rồi đó là một cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là toàn bộ cả nước Mỹ bị kẹt trong cái việc mà gọi là uh, vận chuyển hàng hóa như thế này liên quan đến những cái hậu quả của đại dịch. Thưa anh Dũng. Vâng. Thì uh cái nó liên quan đến cái chuyện là nó có thể là có một cái lý do nữa là cái vấn đề mà trợ cấp thất nghiệp trong thời gian qua và nó bị như thế này thưa quý vị khi mà đại dịch nó xuất hiện đó, thì tất cả gần như cái hệ thống sản xuất nó bị ảnh hưởng nó không sản xuất ra sản phẩm và hàng hóa rồi bây giờ khi mà đại dịch nó bớt bắt đầu nó sản xuất ra quá nhiều bù lại thì đã ứ động bởi vì sao bình thường mỗi ngày tôi chờ đi là ví dụ 10 món như thế ngày nào cũng món tự nhiên bây giờ khựng lại đến lúc sau đó tôi lại có dịp tôi chờ là tôi lại chờ nhiều hơn bởi cái nhu cầu đang tăng thế và bắt đầu tôi chờ đến nơi thì không có người bốc hàng về xuống nó tăng lên rồi còn một cái gì nữa nó làm cho cái tình trạng này xảy ra chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình SBTN